Hello, chào các bạn đã đến với kênh của Poppy. Và mình là Poppy đây. Và hôm nay lại đến với clip mới của mình rồi. Và nếu các bạn thấy thích clip của mình á, hãy cho mình một like nha, một share nữa, một subscribe. Và nhấn vô cái chuông, nhớ nhấn vô cái chuông nha, để nhận thêm những thông báo mới nhất về clip của mình. Và hôm nay mình sẽ làm cái hướng dẫn đá đỏ nha các bạn. Học build cùng Poppy. Ok, bây giờ bắt đầu nào. Ok, và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem cái này nha. Ok, thì các bạn chơi Minecraft á, thì đã biết làm cái redstone bằng redstone, như là làm cái redstone cửa hay này kia, và thang máy cũng không ngoại lệ. Thì hôm nay mình cũng hướng dẫn cho các bạn làm một cái thang máy, nhưng mà nó khác, các loại thang máy khác, không giống với các loại thang máy khác đó. Đầu cái này là nó khác riêng biệt luôn á các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem thứ à. Đây, ở đây nè. Trời, cái cửa. Chưa gì hết, cái cửa nó hành rồi. Đây là cái thang máy của mình. Đó, các bạn thấy không? Đây. Đó, cái thang máy của mình nè các bạn. Thì nó cũng bình thường thôi. Nó đưa thẳng mình lên tới trên chảnh á. Thì nó cũng y chang cái loại thang máy. Thì thang máy thì nó phải đưa mình lên tới chảnh rồi. Đó, nhưng mà cái thang máy này thì nó cực kỳ dễ làm, và cái hiệu quả thì nó rất cao. Ok, bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem thử cái thang máy này nó sẽ ra sao à. Đó, nhất định là phải có cái redstone này à. Cái redstone, cái khối redstone đó mới lên được. Đó, đặt ngay đây. Đó, các bạn thấy không? Đó. Đó. À, lên tới đây á, thì các bạn đập cái này đi. Đó vậy đó. Mở ra. Ok, giờ mình đã lên tới trên đây rồi. À, thấy hay không? Các bạn thấy cái thang máy này hay không? Để mình chỉnh cho vỏ nhỏ nhà khối là. Ok. Để mình thử lại cho các bạn xem ha. À. Đặt thì phải chừa một ô, tại vì để cho nó đẩy khối rồi, mình chừa một ô xong đẩy vô. Đó. Lên. À, các bạn không? Quá hay luôn. Ủa? Trời sao mưa rồi? Quá tên lìa. Không cho mình quay clip hay gì vậy? Lúc sao mà lúc nào mình quay clip nó cũng mưa hết các bạn. Mình để ý gì luôn á, lúc nào mình quay clip nó cũng mưa đó. Không hiểu tại sao luôn á. Ok. Dạ, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái thang máy này nha các bạn. Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm. Ok, và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm hướng dẫn cho các bạn làm cái thang máy đó nha các bạn. Thì nó thiệt, thang máy này nó đơn giản lắm các bạn. Đừng tưởng là mình chỉ cho các bạn nó làm có độ khó rất cao. Nhưng mà cái mình kiếm những cái redstone mà dễ dễ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để cho các bạn làm. À, đầu tiên thì bạn dùng cái bít tông dính nha các bạn. Đặt lên, đặt cao lên. Để mình chỉnh buổi sáng. Ok, đặt cao lên. Thì cái này nó đặt theo ý thích của bạn. Bạn muốn cái thang máy này nó cao cỡ nào thì cao. Cao tới đâu cũng được đó. Thì các bạn hãy xem clip này của mình tới cuối cùng. Đó, phần cuối mình sẽ có cái điều đặc biệt cho các bạn xem á. Mình sau khi hướng dẫn xong cái clip này, mình sẽ có một điều đặc biệt cho các bạn xem. Đó, xong rồi các bạn đặt một cái trụ mà theo hướng về, nó phải cái này nó phải nghiêng qua hướng bên đây mới được nha các bạn. Các bạn nhớ xem kỹ clip của mình đó. Xong rồi các bạn đặt cái phía tông mà không dính, đặt cao lên, cao lên mà y chang như là nó dính cái này á, là cái bộ phận này nó sẽ đẩy cái phía tông không dính ra. Đó, như vậy đó. À, cũng dễ dàng thôi. Rồi các bạn lấy cho mình khối sắt. Khối sắt hay khối gì cũng được á. Đó, các bạn đặt. Đó, đặt nó phải xen kẽ như thế này các bạn. Các bạn xem kỹ từng chi tiết của mình nè. Để có mấy bạn coi cái clip của mình á, các bạn nó hay xả cái clip của mình để coi nhanh, để cho hiểu nhanh hay gì. Nhưng mà điều đó thì nó sẽ bỏ nhiều cái chi tiết quan trọng, nên cái việc đó là không nên.
thì các bạn không xem clip của mình mà không làm được giống mình thì mình cũng buồn lắm. Nên các bạn hãy xem cho kỹ để có thể làm cho nó chính xác và thành công hơn, vậy nó game nó mới vui các bạn. Vậy phải có tinh thần học hỏi đó, các bạn đặt đặt xen kẽ nhau nha các bạn. Đặt đặt lên, đặt lên, ta da đó, đặt lên, ok đó, như thế này đó các bạn. Xong rồi các bạn đặt giùm mình đá đỏ, đặt xen cũng xen kẽ mà mấy cái ô mà đó đó, mấy cái ô mà mình đã đặt lên từ từ đó, đặt xen kẽ vô cho mình, đặt hết vô cho mình, đặt lên, đặt lên. Đặt nhớ là đặt phải cho nó dài giống vậy nha các bạn, chứ đừng có bị nó bị đứt là không hoạt động là chết luôn á. Bởi vì phải coi từng chi tiết, phải kỹ kỹ. Ok, đó. Đặt cho mình, mình nhé, chút mình bỏ sót luôn á. Bỏ sót là mình nghĩ sao mình hướng dẫn cho các bạn mà mình không làm được là chết luôn á. Đó. Đó. Đặt lên như thế này thì cũng hoàn thành được khoảng chừng 80% rồi đó. Thì cái này mình nói rồi nó rất là đơn giản, nhưng mà cái hiệu quả nó thì cao. Nó dễ làm hơn các cái thang máy này, nó dễ làm hơn các cái thang máy khác mà lúc trước bạn đã xem. Nhưng mà nó có cái hiệu quả cao hơn, là nó không cần phải nó đẩy trang như bình thường luôn á, chứ không phải là đẩy hai cục đẩy lên đẩy lên đẩy lên như hồi đó vậy. Càng ngày công nghệ nó càng cải tiến rồi các bạn ơi. Ok. Và bây giờ tới đây thì đó, các bạn đặt lên thêm một góc nữa cho mình. Đó, đặt. Ok. Rồi ngay đây các bạn đặt cho mình hai miếng lắp đá đỏ nè, kéo cho nó mát. Mát hết. Đó. Mát thời gian hết. Xong rồi đặt ra vậy. Đó, như vậy đó. Ok. Ở dưới đây thì các bạn đặt lên hai ô. Hai ô cho mình. Hai ô. Đó, có một cái bước đi lên nha các bạn. Là mình đã lấy cái thang để lên đó như thế này. Mà cái khi á, mà các bạn đặt một cái khối rất to đó, các bạn không được đặt ở đây, mà các bạn phải đặt ở đây và nhảy vô liền đó. Bắt đầu xanh bị gì rồi? Mình làm bị trục chặt thiệt rồi các bạn ơi. Mình quên chỉ các bạn nữa, quên chỉ bạn ngay khúc này nè. Thì các bạn lấy giùm cho mình một cái hắc điện thạch nha các bạn. Hắc điện thạch các bạn phải để ngay đây đó, để cho nó chặn lại, để cho nó đừng có đẩy khói lên á, đừng có đẩy mấy cái này lên, đẩy lên là hư liền đó. Chặn lại giống vậy à, là các bạn bỏ cái bước test của mình nãy đi đó. Nhưng mà các bạn đó đặt xong lên ok đó, giờ đã hoàn thành rồi đó các bạn. Thấy nó đẩy mình lên đâu đó. Sau đó thì các bạn cứ đập cái cục này đi đó là được. Ok thì ở trên đây thì các bạn xây lên, xây lên đó, các bạn xây lên cho mình. Rồi ở dưới đây thì các bạn thấy mấy cái này nó nhìn nó sao ta, kiểu nó không có thẩm mỹ, thì các bạn cứ xây xây lên vậy nè đó, xây giống như nếu các bạn nào sợ nó bị hư cái gì thì cứ xây giống mình. Còn nếu các bạn nào hay hơn thì có một cái cách trang trí khác. Ok đó, nó giống vậy đó. Rồi các ở đây thì mình lấy kính á. Ê, tự nhiên hỏng dục luôn, rảnh thiệt chứ. Ok đó, đặt xuống. Ở dưới đây thì mình sẽ trang trí một cái cửa, lấy nút sắt, mở cái cửa, sẽ đặt ngay đây, để nút sắt ngay đây, bấm bấm đi vô. Ok xong rồi cái để đến. Ok đó, đập cục.
Ok, giờ thì cái đã cũng đã hoàn thành rồi đó các bạn. Đó. Nó đã hoàn thành cái thang máy của mình rồi. Đó. Rồi các bạn nào á, bây giờ cái phần quà cuối cùng, cái thứ cuối cùng mà mình muốn cho các bạn xem á là các bạn thấy vậy là các bạn muốn có thể làm cao lên tới tận trên trời luôn á các bạn. Vui lắm á. Có thể cao lên tới tận trên trời luôn á. Đó. Ok. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một cái mà cao tới trời luôn nè. Đây. Đó, nó cao tới trời luôn các bạn. Ok các bạn ơi. Và mình tự giới thiệu các bạn. Đây là thang máy dẫn lên trời. Đó các bạn thấy không? Nó nằm mút ở trên cao luôn á, tuốt ở trên mây luôn á các bạn. Quá trời xa luôn, xa quá luôn á. Xa quá trời luôn. Lên tới chảnh luôn, không biết ở ở chảnh chắc đẹp lắm, mình thấy được khung cảnh cảnh xung quanh nữa. Nghe mà mình thấy vui quá. Hồi hồi để mình lấy khó lên chảnh. Ok, bây giờ mình sẽ đặt mình lên chảnh thử cho các bạn xem ha. Ok, đây. Để khoan từ từ, đợi mình xíu. Tắt âm thanh luôn, không thấy ồn nữa. Đậu xanh. Âm thanh khói. Đây, trời ơi, khói đây. Âm thanh. Ok. Đó. Mình đã tắt âm thanh khói. Đó, nó đưa mình từ từ lên rồi các bạn. Còn một khoảng khoảng đường khá là xa đó các bạn ơi. Mình đã xây cái này rất cũng khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng, 2 tiếng đồng hồ mình mới xây xong á. Mình đã đặt rất lâu á. Đặt mỏi tay luôn á. Đó. Các bạn thấy không? Đây, ở trên đây thì mình có thể thấy hết mọi thứ. Đó. Cây cối rồi. Sắp lên tới rồi các bạn ơi. Wow. Thang máy dẫn lên trời, mình sắp lên trời rồi các bạn ơi. Thang máy dẫn lên trời. Wow, mình đã lên tới trời rồi. Đập. Ok. Quá xa luôn. Wow. Đã quá ha các bạn. Thấy được quá trời. Wow. Ôi cái gì kìa. Ôi thiên thần. Thiên thần các bạn ơi. Thiên thần kìa. Có ai thấy thiên thần không? Wow. Ui mình đã lên tới trên trời và mình đã thấy thiên thần luôn á các bạn. Ui ông đó ông không thèm nhìn mặt mình luôn á. Trời ơi, ổng là con ngựa. Có cái đuôi, có cánh nữa. Ui, ổng sao ổng bay đâu đây ta. Té té té. Ông nội này. Ông ơi. Ui chắc ổng không thèm nhìn mình luôn á. Tại chắc mình là người phàm thôi. Và bây giờ thì cũng đã kết thúc clip của mình rồi. Đó, các bạn thấy cái thang máy của mình làm hay không? Và nếu các bạn thấy có hay thì các bạn hãy xem xong clip của mình và hãy làm theo đi. Thử để xem mình có làm được không. Rồi, nếu các bạn nào làm được á, hãy cho comment ở bên dưới cái comment của mình. Cái clip á, để cho mình biết là các bạn đã làm được hay không. Và nếu các bạn hãy làm được á, hãy cho mình một like nha. Và các bạn hãy cho mình bạn nào mà chưa share cho mình á, hãy hãy share clip cho mình và hãy cho mình một cơn mưa share đi, cơn mưa subscribe. Ok. Và bây giờ hẹn gặp lại các bạn vào những clip sau.